Đồ Nhật Thanh Huyền xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền. Trước mắt chúng ta đây thì đó là một cái son đồi cơm mà phải nói rằng là đẹp không tì vết, đúng không các bác? Đó là son gân này, có vân vân gân đá ở dưới nhé. Và đây là cái dòng son mà có hai quai chống nóng, chúng ta có thể là bê son ra mà không cần phải bê cả nồi luôn. Và son dày 5 lớp các bác ạ, và chia rất là rõ ràng. Có lẽ rằng là bác nào mà quan tâm tới nồi cơm Nhật Bản thì nhìn đã biết ngay rằng đây là cái dòng nồi cơm của hãng nào. Và xin thưa rằng đây chính là cái dòng nồi cơm của hãng Tiger các bác nhé. Son rất là to luôn, siêu to luôn. Dung tích là 1.8 lít. Đấy. Thì đấy đây. Em này chỉ có một cái điểm trừ là cái sau ở phía dưới nó bị xấu thế này thôi. Do là chủ cũ họ dùng có thể là họ bị ma sát kéo lê cái son thôi. Chứ còn quan trọng nhất thì vẫn là cái lòng của cái son này. Lọc xong thì quá là đẹp mỹ mãn luôn, đúng không ạ? Không hề có chảy xước gì hết luôn. Đó là cái điểm cộng đầu tiên của em, nói là một cái son rất là đẹp, vô cùng đẹp luôn. Điểm cộng thứ hai mà Đồ Nhật Thanh Huyền giới thiệu tới các bác đó là cái doanh. Nồi cơm thì quan trọng nhất vẫn là cái son và cái doanh, đúng không các bác? Vì em này là một cái em có áp suất nên doanh này, chúng ta phải quan tâm đến cái doanh. Còn rất là mềm luôn nha, rất là xanh luôn. Và doang này, và đằng sau đây là hai viên bi, chứng tỏ đây là một cái em nồi cơm mà cao tần áp suất 2 bi đến từ thương hiệu Tiger. Và cái công nghệ áp suất 2 bi đây chính là cái công nghệ mà cao cấp nhất của hãng Tiger các bác nhé. Đó, Đồ Nhật Thanh Huyền thì review rõ cho các bác luôn. Cái này phải nói rằng là gì, hình thức đây màu đen cực kỳ là sang trọng, khá là to luôn. Về mã là JPC gạch ngang B. Công suất chúng ta sẽ cùng nhau xem, công suất là 1.350W và sản xuất là trực tiếp tại Nhật Bản luôn, made in Japan các bác nhé, made in Japan. Và với công suất này thì chúng ta cần gắn qua cái đội nguồn 2.000V trở lên để đảm bảo được cơm sẽ ngon nhất để chúng ta thưởng thức các bữa cơm gia đình của chúng ta. Rồi, và em này thêm một cái thông số nữa là đời 2017, sản xuất đời 2017, ngoại hình màu đen rất là sang trọng, cực kỳ sang trọng luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy rằng những cái dòng nồi cơm Tiger đời cao ấy thì chúng ta sẽ thấy là cái màn hình nó sẽ không hiển thị cái gì hết luôn. Cái cấu tạo này ở viền xung quanh được bo tròn, đó, được bo lại rất là mềm, rất là mềm mại, chứ nó không hề bị cứng thô như những cái dòng mà đời cũ. Dòng đời cũ thì nó sẽ thành vuông góc, thành các góc rõ ràng luôn. Đấy, còn đời cao thì sẽ không như thế các bác nhé. Và Đồ Nhật Thanh Huyền thì đã dán dịch tiếng Việt hết tất cả rồi. Và chúng ta sẽ cắm điện vào thì nồi nó mới hiển thị giờ lên các bác nhé. Chứ nhìn qua này thì không phải là do nồi hết pin các bác ạ. Đó. Và em này có một cái điểm trừ nho nhỏ, đó là có một cái vết hơi rách ở đây các bác thấy không ạ? Đồ Nhật Thanh Huyền thì có thể nào bán như thế, nói rõ ràng cho các bác luôn. Đấy, có một cái vết rách cái này. Đồ Nhật Thanh Huyền đã dán cái dịch tiếng Việt lên trên này. Rồi, giờ chúng ta sẽ cắm điện vào để biết em nó hoạt động. Cắm điện vào thì nồi đang ở chế độ đấu eco tiết kiệm điện và hiển thị giờ luôn là 13:13 các bác nhé. Rồi, và chúng ta sẽ thao tác nấu ở chế độ nấu nhanh để test xem là nồi có bị hở hơi không các nha. Nồi sôi sùng sục lên rồi các bác ạ. Khói bay lên này. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra trực tiếp luôn bằng tay. Bên trái nồi này, bên phải nồi này, kín mít mịt mịt luôn các bác ạ, áp rất là kín luôn nhé. Trong đó thì nồi vẫn đang sôi sùng sục ở bên trong luôn. Vâng, và chế nấu ở chế độ nấu nhanh chỉ còn 11 phút nữa là xong, mà chúng ta sẽ tắt đi này để kiểm tra cái áp. Đó, rồi ok. Và đây là một cái em nồi cơm 1.8 lít, lòng này siêu đẹp luôn, đời cao 2017, doang cũng rất là ok luôn. Bác nào mà đã ưng ý em này rồi thì mau chóng liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại ở góc phải màn hình chúng ta đang thấy để có thể dinh em nó về nhà nhé. Và Đồ Nhật Thanh Huyền thì luôn luôn ưu ái cho bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc, giá chỉ với là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em nồi cơm Tiger cao tần áp suất 2B. Bên mã là JPC cái ngang B, 1.8 lít, nấu cho 7-8 người ăn thoải mái luôn. Vâng, và video thì xin phép được dừng tại đây. Đồ Nhật Thanh Huyền xin được chúc tất cả các bác đều được bình an, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.